tất cả cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây lãnh đạo Ủy ừ ban nhân dân phường 2 quận Tân Bình cho biết đã chỉ đạo công an phường 2 nắm tình hình xác minh làm rõ vụ việc nhiều viên bi sắt bị ai đó bắn trúng nhà dân trên địa bàn. Theo Ủy ừ ban nhân dân phường 2, ban đầu có khoảng 3 trường hợp bị bi sắt bắn trúng gây thiệt hại tài sản. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 2 cho hay, đây không hẳn là bắn bi sắt cố tình vào nhà người dân, có thể bi sắt lạc vô. Trước đó, trưa ngày 5 tháng 3, một người đàn ông cho ô tô đậu trên đường Lam Sơn qua đoạn khu phố 7, phường 2. Vừa vào quán cà phê thì chủ xe nghe nhiều tiếng động mạnh nên đi kiểm tra. Chủ xe tá hỏa khi phát hiện cửa kính phía sau ô tô bị rạn nứt, thủng hai mảng lớn. Bên trong xe, anh nhặt được nhiều viên bi sắt có kích cỡ khoảng 3mm, ở các hàng ghế. Cùng thời điểm, một số nhà dân sống gần quán cà phê này phản ánh, cửa kính nhà họ cũng bị thủng. Người dân tìm thấy cả trăm viên bi sắt rơi rớt tại nhiều vị trí trong nhà. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, đường Lam Sơn thuộc khu phố 7, phường 2 cho biết tình trạng bi sắt làm hư đồ đạc, kính cường lực, bạc che nắng xảy ra nhiều ngày qua. Hiện tại bà Thủy phải lấy băng keo dán xung quanh để ngăn kính đứt thêm. Bà Thủy nói, trong những ngày qua, gia đình tôi đã thu gom hơn 100 viên bi sắt văng vào khu vực nhà mình. Bi sắt này không biết từ đâu ra nhưng có lực văng rất mạnh. Tôi lo bi sắt sẽ gây thương tích nếu văng trúng người. Anh Sơn cách nhà bà Thủy khoảng 5 mét phản ánh. Đường ống nước nóng năng lượng mặt trời bằng thủy tinh, cửa kính, các tầng của gia đình anh bị bi sắt làm hỏng. Anh Sơn nhận định những viên bi này bắn ra với tốc độ nhanh nên mới có thể xuyên thủng cửa kính cường lực ở cửa nhà, ô tô, dù vậy, anh và những người dân khác trong khu dân cư này chưa thể xác định được hướng bi sắc xuất phát. Mới đây, một lãnh đạo công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra xác minh vụ hai kẻ côn đồ hành hung dã man tài xế taxi G7. Anh T, người nhà của nạn nhân cho biết, tài xế taxi đã tử vong vào chiều ngày 5 tháng 3 do chấn thương sọ não. Hiện giờ gia đình đang lo hậu sự cho anh tôi. Anh Tê cho biết nạn nhân qua đời vào khoảng 15 giờ chiều ngày 5 tháng 3. Thời điểm trên, anh Lưu Xuân Trường, sinh năm 1980 ở tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30E-62539 đã bị hai đối tượng đi xe máy biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa chặn đầu xe. Khi anh Trường xuống xe đã bị hai đối tượng hành hung dã man dẫn đến chấn thương sọ não nặng. Sau khi nhập viện khoảng một ngày thì nạn nhân đã qua đời. Cũng theo chỉ huy công an quận Tây Hồ khẳng định, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra từ tối ngày 4 tháng 3 và đang tiến hành xác minh theo quy định. Liên quan đến sự việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, vụ việc dưới góc độ pháp lý như sau. Tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất. Vụ việc tài xế taxi hãng G7 nghi bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô đánh tử vong rất thương tâm ở đường ven hồ Tây đã gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận xã hội. Cũng theo luật sư Thơm, nguyên nhân vụ việc sẽ được cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật tuy nhiên sau khi xem xét vụ việc theo quan điểm của luật sư thơm rất có thể do mâu thuẫn tham gia giao thông hai đối tượng đã điều khiển xe mô tô đuổi theo chặn lại và hành hung lái xe đoạn đường ven hồ tây hẹp thời điểm xảy ra vụ việc lúc tan tầm đông người qua lại nên rất dễ xảy ra va chạm giao thông dù lái xe ô tô có va chạm hay mâu thuẫn gì thì việc hai đối tượng sử dụng vũ lực đánh tử vong lái xe là không thể chấp nhận được cần xử lý nghiêm Trường hợp có mâu thuẫn hay va chạm giao thông gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe thì phải thông báo cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật. Luật sư Thơm cho hay, xét hành vi của hai đối tượng rất có thể do mâu thuẫn giao thông đã sử dụng vũ lực đánh nạn nhân chấn thương sọ não, tử vong dã man, đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm N khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Rất nhiều các vụ việc sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn và chạm giao thông đã được hệ thống tòa án khắp cả nước xét xử rất nghiêm minh. Công an thành phố chính thức có thông tin về vụ việc nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, nói mình là cháu gái bộ trưởng Bộ Công an. Cụ thể vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, trên phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận cầu Giấy, Hà Nội, một nữ tài điều khiển xe Kia Sentos biển kiểm soát 30H119XX được cho là đã không cẩn thận và va chạm với nam thanh niên chạy xe máy Dream biển kiểm soát 30Z568XX. Khi nam thanh niên gõ cửa xe hỏi chị đi kiểu gì thế, bất ngờ nữ tài xế đã lớn tiếng mắng chửi và có ý định tấn công nam thanh niên. Khi được can ngăn, nữ tài xế còn lớn tiếng nói là cháu gái của một bộ trưởng. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông đã có mặt giải quyết và khuyên ngăn hai bên tuân thủ pháp luật và ứng xử có văn hóa. Đáng nói, khi được can ngăn, nữ tài xế còn lớn tiếng nói là cháu của bộ trưởng Bộ Công an và gọi công an là thằng. Hành động này đã gây khó chịu cho tất cả mọi người chứng kiến, nên người dân đồng loạt chặn đầu xe yêu cầu lực lượng chức năng test nồng độ cồn đối với nữ tài xế tại nơi xảy ra sự việc. Ban đầu xác định, người điều khiển ô tô là chị LHT ở quận Tây Hồ, Hà Nội, và người điều khiển xe máy là anh NVA ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Kiểm tra nồng độ cồn với chị LHT cho kết quả 0,573mg trên lít khí thở. Anh NVA không có nồng độ cồn. Tiếp đó, cảnh sát giao thông đã đưa hai lái xe vào bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra chất kích thích và tạm giữ hai phương tiện nói trên. Cùng với đó chúng tôi cho test cả ma túy nhưng người này âm tính với ma túy. Vị chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho hay, về thông tin, người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn này được cảnh sát giao thông đưa lên xe ô tô ngồi, chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, trong lúc tranh cãi với nam thanh niên đi xe máy, người nhà của nam thanh niên này có mặt tại hiện trường rất đông. Để tránh tình trạng quá khích dẫn đến hậu quả đáng tiếc nên tổ công tác đã đưa người phụ nữ này lên xe ô tô. Thông tin lái xe này là người nhà của ai đó nên chúng tôi bảo vệ là không chính xác. Lúc này người nhà của nam tài xế đi xe máy ra hiện trường rất đông, để tránh tình trạng xô sát không đáng có, chúng tôi đã đưa người phụ nữ này lên xe. Sau khi xảy ra vụ việc, một số trang mạng xã hội đưa tin chị LHT tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Lực lượng chức năng đã xác định chị LHT không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an. Hiện phòng cảnh sát giao thông đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 5 người tử vong tại chỗ, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đối với Lê Văn Tân, sinh năm 1985, trú tại thôn Cậy Sơn 1, xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3 điều 260 Bộ luật hình sự. Lê Văn Tân là người điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 15C07526, kéo theo sơ mi rơ Móc, biển kiểm soát 15R00896 gây ra vụ tai nạn khiến 10 người thương vong tại km 150 850 đường quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang vào sáng ngày 5 tháng 3. Trước đó, khoảng 1 giờ 36 ngày 5 tháng 3 tại km 150 850 quốc lộ 2, thuộc thôn Đồng Cầu, xã tứ quận, huyện Yên Sơn, tỉnh tuyên quang, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô đầu kéo biển số 15C 07526 kéo theo xe semi -romoc, biển kiểm soát 15R 00896 do tài xế Lê Văn Tân điều khiển với xe ô tô chở khách biển kiểm soát 23F 00058 do anh Phan Văn Quý, 41 tuổi, trú tại tỉnh Hà Giang điều khiển. Vụ tai nạn làm 5 người đi trên xe ô tô khách tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện, 3 người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông, đồng thời tiến hành các hoạt động tố tụng khác theo quy định của pháp luật để làm rõ nội dung vụ việc và người vi phạm hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ